Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiền. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và để ẩm từ biển vào đất liền. Tình trạng mây nhiều có mưa và mưa nhỏ vẫn sẽ xuất hiện rải rác trong ngày ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc tiếp tục quá trình suy yếu thêm. Vì thế, trong đêm nay và sáng mai, ở phía đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, kèm theo đó là hiện tượng sương mù đồng lặng, trời rát suốt cả ngày và nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là không chịu ảnh hưởng của gió đông nam, nên trong ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ lên tới 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo khoảng từ chiều ngày mai, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, nên từ chiều mai đến ngày 20 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Từ ngày 19 tháng 2 trở đi, ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm rét hại với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Lưu xuống khu vực miền Trung, khối không khí lạnh ngày hôm nay di chuyển lệch đông ra phía biển, cũng tác động và duy trì tình trạng mây nhiều ở dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận khu vực Bình Định. Tuy nhiên, mưa cũng chỉ xảy ra rải rác ở khu vực ven biển nhưng lượng mưa nhỏ. Sang đến ngày mai, mưa giảm vài nơi, vùng mây nhiều cũng giảm bớt, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc đều hệ băng, làm cho nền nhiệt trong ngày ở các tỉnh thành khu vực này tiếp tục thấp từ 20 đến 23 độ, trời vẫn rát cả ngày. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố khu vực phía Nam đều hệ băng, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trưa chiều trời có nắng trở lại. Vì thế nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Còn từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, trời không mưa nắng sớm nên nhiệt độ trong ngày vẫn duy trì trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Dự báo từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét đậm rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu xuống khu vực phía Nam, ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng mạnh và nhiệt độ cao đặc trưng của mùa khô. Với khu vực vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ vẫn duy trì nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ, trời nóng. Điều đáng lưu ý là cả hai khu vực này về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và sáng mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km. Dự báo từ chiều ngày mai, trong đất liền Bắc Bộ có gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 m. Từ đêm ngày 19 tháng 2 trở đi, trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm ngày 18 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ.
Chuyển sang khu vực phía tây bắc bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu tây bắc trưa chiều và mây trời nắng gió nhẹ. Trời rắc riêng khu tây bắc sáng sớm và đêm trời rắc với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu tây bắc từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Chuyển sang khu vực phía đông bắc bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rát. Với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Lưu xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rải rác, phía bắc đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rát, với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam có nơi trên 24 độ. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa rải rác, phía nam có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng phía nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây để hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.